សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទូរស័ព្ទមួយ Samsung Galaxy J2 ប៉ុន្តែវាគឺ G532G ណាប៉ុន្តែវាគឺ G532G ទូរស័ព្ទនេះវាជាប់ Gmail ដែលយើងហៅថា Google Account ហ្នឹងពេលដែលយើងបើកទៅគឺយើងអត់អាចទៅមុខរួចទេចិច្ចបើកមកJ2 Prim បងសំទោសមែន Samsung Galaxy J2 Prim អាចជាប់ Google Account ហ្នឹងដោយសារយើងធ្វើ hard reset ឬក៏ factory reset ទៅយើងអត់បាន remove វាចេញពេលយើងធ្វើលើ reset ឬ hard reset ទៅវាប្រកបតែជាប់ហើយបើយើងជាម្ចាស់ account អត់អីទេតែយើងមិនជាម្ចាស់ account វាឲ្យយើងបំពេញបើយើងអត់មានអីបំពេញទេច្បាស់ជាជាប់ហើយអញ្ចឹងត្រូវរត់ជាងអញ្ចឹងហើយយើងរើសភាសាយើងរើសយកភាសាមកទៅយកភាសាអង់គ្លេសហើយចុច startតែឲ្យយើងបងប្អូនទៅភ្ជាប់វាជាមួយនឹង Wi-Fi សិនទៅភ្ជាប់វាជាមួយ Wi-Fi ដើរសិនខ្ញុំភ្ជាប់ Wi-Fi របស់ខ្ញុំConnect អូខេ Connect បានហើយយើងចុច Connect ទៅទៀតចុច Connect មកចេះតែណិចណិចតាមវាអញ្ចឹងទៅយើងចុច agree វាថា agree នឹងមក software update ចាំតិចណែវាប្រាប់យើងនេះ verify your Google account with your Google accountThis device was reset to continue sign in with a Google account that was previously signed on this device. មកថាវាឲ្យយើងវាយ Gmail យើងចូលកន្លែងនេះមកបើសិនតែយើងមាន Gmail យើងវាយចូលមកតែបើយើងអត់មានទេយើងចុចទៅមុខទៀតក៏វាទៅដែរឃើញទេអញ្ចឹងវាបានតែត្រឹមហ្នឹងវាបាត្រឹមហ្នឹងវាអត់បានទៅមុខទៀតទេវាជាប់នៅត្រឹមហ្នឹងស្ទិនត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាយើងទី1គឺបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតឲ្យហើយមកភ្ជាប់ Wi-Fi Internet Wi-Fi ហើយបន្ទាប់មកអ្នកបងប្អូនចាំធ្វើតាមខ្ញុំបងប្អូនចុចអា Home Button ចុច3ដងឲ្យជាប់គ្នាចុចអញ្ចឹងចុចឲ្យជាប់ Talkback មកពេលជាប់ចឹងហើយបងប្អូនអូនចេះអូចេះមកវានឹងចេញប៊ូតុង Talkback ហ្នឹងអាចុចកន្លែងនេះហើយបងប្អូនចុចពេលបងអូចេះអត់មកទេដោយសារវាជាប់ Talkback ចឹងចុចអា Home ប៊ូតុង3ដងទៀតដើម្បីដោះអា Talkback ចេញដោះហើយនេះ Talkback Turn Off ចឹងយើងអាចធ្វើធម្មតាបានកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងបងប្អូនទាញមកដល់ក្រោមមកបងចុចពាក្យថា policy privacy policy ចុចលេខនេះមកអត់ទៅចាំបងប្អូនចុចឲ្យកន្លែងនេះឲ្យកន្លែង help feedback វិញលោកមើលមកចុចកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងចុចកន្លែងនឹងមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យ search ហើយនេះ alert វានាំបងប្អូនចូលមកដល់លេខប៊ូតុងមួយដែលលើ YouTube ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកចុចលើប៊ូតុងនេះមកហើយបងប្អូនចុច share ចុចអាពាក្យសញ្ញា share ហ្នឹងមកចូលមកកន្លែងហ្នឹងចុច late ហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះចុចចុចលើនេះមកនេះចុចលើនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមក
check cái lệnh pia privacy mong tiệt check pia lệnh privacy cái lệnh nó mà bị check internet chắc muốn được vô bảo tiện này máu bị xu về ở dừng update chương dừng ở update tới dừng cancel đi máu sầm khăn môn đăng đo hà của account dừng thật đăng thật tu sắp ni version của màn mà dừng ở đăng version màn tới dừng bạn đó chẳng đâm bay đăng thật tu sắp ni version của màn bằng phone châu lệnh cục châu lệnh này máu sơ cho hộp biệt hà e pạch e p e x nè đã Apex Launcher chạy lưu viêm máu chạy cho bằng con down download viêm môi máu thì sợi khởi nhé download viêm môi máu download cho nè môi máu mở sân này download dần này mọ nè này nhé chạy down chạy máu cứ nói riêng ta rồi ở bàn để đắng oh, này mau ơi ở bàn này cũng giòn đắng ấy lọt từ bên còn tôi ra thịt mất down vô giò lưới cái mỏ giò lưới cái xả lưới cái ok là lời kế và ngon chạy tiện lệch test chạy lệch test version chạy tiện download vì chạm đam start download download chọc lời ấy chẳng phải download nhưng đang thay vì chọn chọc thế nhưng cho tiền còn đang cả là nick cho không thì món này khơi nhà nhà này chẳng chạy chẳng lại rụng dập hơn nữa chạy tới càng lớn nữa bằng con chạy về history chạy lại này máu chạy cái lại download này mà dạng download mà mấy lần chắc install là nâng máu ở toàn chọn về cả nào về trên chắc ở toàn chọn về những trang biên tịch ai đã chọn sẵn bơm mấy chọc nữa mà ở toàn chọc tiệt nắng bằng con ai thơ luôn ai bán thơ tan kẹp tới anh ấy dừng mơ vơ sân sân mơ vơ sân hay bàn dừng ai đọc việc bàn bây giờ đang vơ sân tế bạn đó ha chẳng đọc vậy đưa vơ sân cái dương đọc tạm thì nắng đọc đọc nâng máu dùm lấy toàn chọc tiệt bơm mê xong ok nó lấy dương chọc hay dương chạy lưu vía chạy sẽ thính này anh luôn xong này bảo vệ máu ok install về anh ấy đâm mấy khóa tầm mơ vô sân chạy open chạy open máu bị chênh máu tùm rung thầm là đôi tù sạp giờ mình chọc ấy chẳng tại tạm phết bị chênh chẳng mấy anh ta ở bóng con hiện đã bắt hãy bảo vĩnh bị chọc ở đài nhưng dường install là cam thì Apex Launcher nó nằm bay mơ version tù sạp là version của màn thì châu là mơ sân version màn thì chạy được bị xếp thiên máu nằm bay từ mơ version dường ngô này chạy được bị xếp thiên thì mà cáo chạy được bị ở bao đi vái hai tiệm chạy lược lại nè software info nè version vi ở phần môi chạy sôn chạy môi chẳng là dừng đăng version này version vi cứ phần môi chạy chẳng dừng tập lập tàu vinh tập lập tàu vinh dừng châu là internet mà xa tiệt châu là internet xa tiệt nè chạy lược bị internet máu chẳng ở trong pra nắng ấy pra xem vinh pra và này lơ và lơ chôn rèn mà xa tiết bằng con chạy
tự tam linh nè linh mình nè còn là vài bịa tha bit li bit dot hay l y li hay chọn slash là chọn máu hay chọn two h f d sợ tối tòa mò sợ thông sợ u sợ i nâng sợ h sợ thông tòa on chọn máu chọn go bạn con chọn một website mình nhé bạn con tìm về mặt cầu tìm về mặt cầu máu tìm về mặt cầu bạn con đừng khơi như này liên link download chắc bạn con chạy ở mùi này chạy ở phía thà về ấn room đoạn nền này để rạch đấy bạn con chạy lại như máu liên đừng khơi nhé mình vừa xin nhưng của mùi chết đấy nhưng của mùi chết bạn con chạy ở này Android môi GSM APK nó chạy lưu viên máu và này thì dừng download viên này bị chập đạp download đấy tọc màu tiết bằng con download anh mùi tiết download tập phía này download ở FOP bypass APK cho chạy nâng mùi tiết máu bị chập đạp download đấy chẳng dừng download ở phía nâng hơi về download là pin năng hơi dân chạy ở lại như thế đại lại bục mạc năng đại chạy lưu viết tới tầm bay tầm mưa ố đón ban nữa nè việc đón mà nhấn chẳng download là pin năng dân install là anh môn install là android anh môn install là năng hơi máu install đôi môn mình chứ install viết tới rồi vậy tọa màu tiết dương install là lớn nên mùi tiết chạy install về hai tới hay dương chạy open chạy bịa thả open vì chạy bịa open hai bong ôn nè chạy ở lớn à nhạc ở bấy chạy ở này máu nè nhé còn đọc lại nế bọn con ai vay Gmail nào mới đẹp bọn con miên á Gmail để bọn con miên á bọn con vay màu mỗi nào các bạn email nào các bạn đây bọn con sign in Gmail mỗi màu đổi nhầm chắc nhầm miên nhầm miên đi mấy nhầm sign in miên Gmail mỗi chứ nhầm xa Gmail tục chào chứ hết Gmail đi sắp ní á mùi 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 dân tất là vậy tập phần năng các bạn nè chẳng như vậy password cho chẳng tích để password cho để vậy password rồi hỏi đã password rồi hỏi cho cổ tới sign in tới việc tờ ạ ở dân chẳng tích là chọc ấy chọc hãy dân con là cho restart to sub restart một sân máu restart việc tới người sạt hay bị chọt tiệt ọt ok cái bị restart máu bị chèn chằng dừng restart máu chèn chẳng chứ chạy start việt tử start từ tiệt tử chạy start start tạm đang tiệt đó nè này này tiệt ạ ok lời dừng chạm mình tiệt chứ nên việt lời dừng chạm tiệt nói là lời dừng tàu ban là mấy mà đau lại nước tàu ban lỡ tàu ban thì chạy này tiệt tử ta complete job wifi phong đó là những tờ được job wifi và job cứ việc tờ thì đâu nên về thời về thứ tạm chẳng hiền mùi mùi ok lỡ việc đau đau thầm nắng ạ dương mà nhớ đau đau thầm nắng
đào thầm nước dân chạy nọt nè lại nọt đấy hay chạy này tới thì xua dương là dương đã passport ở đây xung ngàn ớt dương ớt tới dương tự lọc thì thôi khỏi thịt máu đỏ nè đỏ thịt này chạy máu hay chạy skip skip in đi về chạy tạm nâng tới tạm biệt tới nè dương dọa đồn đi store này máu dương khó này máu hãy chạy này từ riêng chạy tùm lẹ về chém hay skip bị tiền yes finish bị tới ok anh ấy đọc hai miền tên này anh ấy cứ chỉ step chỉ step để dùng first map đọc Google account group to sub và pay to sub android đó cứ đọc chân ai để chọn Google account cứ thôi chân អរគុណច្រើននេះលេងជាប់ហើយដោះដល់ដំណាក់កាលនេះគឺលេងជាប់ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយ Subscribe ផងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនវាយចូលទៅមិញហ្នឹងចូលទៅ download កម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន bye bye